Hello, Cao Bình Nguyễn Audio xin kính chào anh em. Hôm nay mình giới thiệu anh em một bộ com lê hoàn hảo, một bộ âm ly và loa đều cùng mang chung thương hiệu Bô. Đây là âm ly Bô 4702 series 2, đẹp long lanh cành đào. Và bộ Bô Optimus 5 Series 3 đẹp không vết tì, nói chung là mọi thứ như cậu với mợ vậy đó, đẹp lắm. Hàng về góc cạnh còn nguyên đẹp. Để mà lấy cái này xuống cho các bác ngắm ngắm nha. Đây. Đó, các bác thấy không? Góc cạnh là còn đẹp tuyệt vời luôn. Đó. Thì trong cái ánh sáng của nhà em thì nó hơi vàng vàng tí nha các bác, với thực tế ngoài thì nó đen rất là đẹp ha. Đó, loa là không có chày xước, góc cạnh nói chung là đẹp. Rồi, bây giờ chúng ta làm một tí nhạc để thưởng thức cái chất âm của nó ha. Trước khi các bác nghe thì em quay thông số để các bác ngắm nha. Đây. Đó. Optimus 5 Series 3. Made in Mexico. Đó. Và bộ âm ly có thể đánh được cái bộ loa này là có công suất âm ly tiêu thụ từ 10 đến 200W một kênh. Có nghĩa là cái bộ bô này nó có khả năng đánh được 200W, tiêu thụ công suất là 200W một kênh, có nghĩa là các bạn dùng âm ly càng mạnh đánh sẽ càng hay, nó sẽ toát hết được cái chất âm bên trong của bộ loa. Và hôm nay em giới thiệu đến các bác con âm ly Bô 4702 Series 2 có công suất cũng vài trăm watt, nãy em cũng quên rồi, để em quay đằng sau cho các bác ngắm nha. Mấy trăm watt em cũng không nhớ rõ, để em quay các bác xem cụ thể. Âm ly này thì chúng ta cũng biết nhiều rồi. Nay em chỉ làm clip test để anh em cảm nhận khi chúng ta phối ghép giữa con âm ly này và bộ Bô AM5 Series 3 thì chất âm của nó như thế nào. Đây 4702. Để dướng mấy cái dây. Đó, 275W. Bô Corporation Framingham MA01701. Đó là cái địa chỉ bên Mỹ của công ty trụ sở chính. Và ở dưới là cái model 4702 Series 2, điện 100V và có công suất tiêu thụ là 275W. Đó, vẫn còn tem seri ha. Tem sản xuất của nó là 88F220016 và điện 100V. Điện 100V thì con ly này nó được sản xuất cho thị trường Nhật cho nên là nó có điện 100V. Nó có đây, các bác nhìn đằng sau là mọi thứ nó vẫn còn mới tinh ha. Có chế độ đánh 2 kênh và 4 kênh. Đó. Ở đằng sau này thì đây là những cái chi tiết em quay rất là thực tế. Các bác ngắm nghía xem và chúng ta thích rồi thì chúng ta nhấc máy lên và alo ha, nhấc điện thoại lên và alo cho em. Số điện thoại của em là 090 782 7899, địa chỉ giao dịch tại 290 Lý Thái Tổ, phường 1, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Các bác trước khi đến, các bác alo cho em trước để em chuẩn bị đón tiếp cho chu đáo. Cho nên các bác đừng có đến rồi các bác gọi em. Nhiều khi công việc em chạy lăng xăng ở ngoài đường, nó sẽ không có đủ thời gian để tiếp các bác. Cho nên là các bác chịu khó đến tận nơi thì gọi cho em trước để em chuẩn bị thời gian đón tiếp. Rồi, sau đây chúng ta thưởng thức chất âm của nó. Mời các bác đeo tai nghe vào để thưởng thức nha.
Còn thực tế hay thì muốn thưởng thức thực tế thì các bác đến tại địa chỉ của nhà em nha. Mời các bác. Vàng cây lá bay đôi tay gầy guộc mang suy tư về đây đôi mắt nhung tiêu sao mỗi lần tìm đến bên em niềm tin đã lạnh theo tháng năm giá băng em có nghe ngoài phố đang kết hoa bao nhiêu sắc hoa là bấy nhiêu tâm tình mà chúng ta test thử vậy thôi ha. Anh em nào muốn trải nghiệm thực tế thì tới địa chỉ của em, địa chỉ nhà em để chúng ta test thực tế. Số điện thoại em là 090 782 7899. Điện trước cho em để chúng ta gặp nhau nó một cách thuận lợi nhất để em đón tiếp các bác được chu đáo. Các bác alo cho em hoặc là vào kết bạn Zalo với em để trao đổi trước khi đến, hoặc là các bác ở xa thì cứ là trao đổi trực tiếp với em qua Zalo hoặc là qua số điện thoại gọi trực tiếp để chúng ta rõ mọi vấn đề trước khi chúng ta quyết định mua một cái gì đó. Cảm ơn các bác đã xem clip. Các bác nhớ nha, đây là Com Lê Bô âm ly Bô 4702 Series 2 và bộ bô A15 Series 3, tất cả là đều là của hãng Bô, cho nên là com lê này chúng ta rất đáng chơi và rất đáng sưu tầm. Cảm ơn các bác một lần nữa, xin chào các bác.